Thưa quý vị và các bạn, hiện tại thì Gió Biển đang có mặt tại trung tâm thị trấn Yên Định của huyện Hải Hậu. Mọi người có thể thấy được những cái hình ảnh đó là các quán xá mọc lên rất là lung linh huyền ảo. Mọi người thấy không? Những cái quán cà phê rồi cà phê Hội An, những cái quán buffet ở trong khu vực này nhìn như một cái khu phố rất là đẹp nha mọi người. Về những cái món ẩm thực, đồ ăn, thức uống. Gió Biển sẽ zoom rộng lên cho mọi người quan sát này. Đó, rất là bừng sáng luôn mọi người. Và ngay bên cạnh cái khu vực này đó chính là vào chỗ khu vực nhà thi đấu và khu vực nhà văn hóa của huyện Hải Hậu. Và một cái hình ảnh quen thuộc của huyện Hải Hậu đó chính là tháp bảy màu. Đó, vào ban đêm thì mọi người có thể quan sát được rằng là bảy màu sắc luôn rung linh huyền ảo và cũng là một cái biểu tượng của huyện Hải Hậu đó mọi người. Đó, mọi người thấy không? Một cái màu hồng rồi lại chuyển màu đó. Đó, nhấp nháy rất đẹp luôn mọi người. Gió Biển đang zoom dần cho mọi người nhìn quan sát rõ hơn. Ở chỗ khu vực này thì nó hơi khuất cái rặng cây kia một chút. Đó. Đây chính là cái biểu tượng của huyện Hải Hậu. Và ngay ở cái khu vực cổng chào của huyện Hải Hậu thì cũng có cái biểu tượng về tháp bảy màu tại nghĩa trang liệt sĩ của trung tâm huyện Hải Hậu. Vào thời điểm bây giờ thì là 9 giờ tối và ở cái khu vực này cầu Yên Định bây giờ đã được thắp những cái ánh sáng lung linh làm cho ở thị trấn Yên Định ngày càng phát triển mạnh mẽ hơn. Hiện tại thì Gió Biển thấy một số chiếc xe khách thì vẫn còn đang di chuyển đưa đón khách về ở khu vực trung tâm huyện Hải Hậu và về nơi các xã miền Trực thuộc huyện Trực Ninh. Ở đây là con sông ở Yên Định và cả hai bên thì đã được kè đá rất là chắc chắn và ra tới hết chỗ khu vực cồn. Đây có một bác đang câu cá đấy mọi người. Và ban đêm thì ở đây cũng câu cá, có thỉnh thoảng cũng được những con cá rất là to đấy mọi người. Ở đây thì Gió Biển đang ngồi ở cái quán nước ven đây này. Mọi người có thể vừa ngồi đây vừa có thể câu cá được. Ở chỗ này là một số cái quán nước nho nhỏ mọi người. Thì ngồi đây cũng rất là thoải mái khi mà cái con đường của trung tâm huyện Hải Hậu cũng khá là rộng mở rồi. Và phía bên khu đô thị mới của huyện Hải Hậu thì bây giờ cũng rất là phát triển. Gió Biển cũng chia sẻ đến mọi người một số cái hình ảnh về trung tâm huyện Hải Hậu và nhà văn hóa thì ở phía bên kia. Gió Biển chưa sang được. Đó thì ở bên đó cũng rất là sôi động và là trung tâm văn hóa của huyện Hải Hậu.